Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 2, các trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra phát hiện một xe đầu kéo container chở hơn một triệu các khẩu trang, không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, vào ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng Lào Cai đã kiểm đếm xong toàn bộ số khẩu trang được đóng trong một container đang đổ tại khu bãi tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tạm giữ điều tra theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra hành chính, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời chủ hàng đến làm việc để yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc số khẩu trang nói trên. Tuy nhiên, đến chiều ngày 22 tháng 2, tức là một ngày sau đó, chủ hàng vẫn chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy toàn bộ số khẩu trang được đóng trong 426 thùng cắt tông. Bên trong có chứa khoảng 1 triệu 065 000 chiếc khẩu trang y tế không ghi rõ nhãn hiệu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.